Tiên đồng hội quạt, hội đồng tiên, lương duyên kết quạt giải tâm phiền. Phiền tâm quạt tay đưa gió, gió đưa tay quạt hội đồng tiên. Tràng Sơn, ngôi làng cách trung tâm Hà Nội chừng 25 km về phía Tây, vẫn còn đậm dấu ấn của làng quê Bắc Bộ cổ kính với mái đình, cây đa, cánh đồng xanh rộng bát ngát cùng tiếng chợ quê ý ới. Những ngày đầu hạ, con ngõ nhỏ quanh co dọc những bức tường gạch nhuốm màu thời gian. Những tia nắng xuyên qua sắc tím của hoa bằng lăng, hoa cung sắc đỏ của phượng vĩ khiến khung cảnh làng quê thêm phần thơ mộng, xanh trong. Tràng Sơn nổi tiếng là đất trăm nghề, là cái nôi của nhiều nghề truyền thống, cho ra đời những sản phẩm thủ công mỹ nghệ đạt đến độ tinh xảo. Làng làm quạt có tuổi đời hơn 200 năm, mỗi người con lớn lên trên mảnh đất xứ Đoài đều quen với màu sắc xanh, vàng, đỏ, len lỏi trong từng con ngách, ngõ nhỏ. Dọc các bờ tường gạch cũ kỹ, những chiếc quạt được xếp dọc lối đi đều tăm tắp, là minh chứng sống động cho sức sống trường tồn của làng nghề. Bây giờ đây em đã phải khoảng tầm 25 năm rồi. Đến nay thì tôi đã gắn bó với cái nghề làm quạt này được 45 năm. Thì em thì ngày xưa bé thì cứ từ em từ 5 đến 10 tuổi. Năm nay tôi 65 tuổi. Bởi vì nghề của cha ông mình đến nay mà. Nó mất được đâu. Em tiếp xúc với quạt khoảng từ năm lớp 2. Được khoảng gần 5 năm. Tôi làm nghề này thì được 2 năm trở lại đây thôi. Khác với trước kia, một hộ dân thực hiện tất cả các công đoạn. Ngày nay, mỗi hộ dân tại làng Tràng Sơn phụ trách một khâu trong quy trình sản xuất nhằm nâng cao chất lượng, số lượng đưa ra thị trường. Đi từ đầu làng, bất cứ ai cũng có thể quan sát được từng công đoạn một cách chi tiết nhất. Trong cái nắng oi ả của ngày hè, lạ thay, những người tạo ra gió lại luôn là những người phải chịu được nóng giỏi nhất. Những giọt mồ hôi rơi xuống dưới con dao sắt, từng mảnh vụn tre tua tủa bắn ra. Đến những bước cuối cùng là hoàn thiện để tạo ra một chiếc quạt, nơi những dải lụa màu phất phơ trước gió, những con đường lại lấp đầy màu sắc, nét vẽ của các nghệ nhân. Đây gọi là chỉ nan, công đoạn chỉ nan. Nghĩa là chỉ tương đối cho nó đều. Đều ra từng cái nan một, nó dày mỏng, nó có sự đồng đều. Thanh thì mỗi nửa ống tre được từ 4 đến 5 thanh. Mỗi thanh ra nan được khoảng 4 nan con và 1 nan cái. Những chiếc nan như thế này thì đòi hỏi sự khéo léo của đôi bàn tay. Ngày xưa thì chỉ có tầm 20-30 nhà làm quạt, làm cái nghề này. Nhưng bây giờ phát triển thì gần ra 2/3 làng. Mấy năm nay nó phát triển ra thì nhiều người làm. Nó là nghề phụ chính của Tràng Sơn. Thì chọn những cái nan khi mà để và hoàn thiện được bộ nan. Đây là gọi là gióng. Để vào thành cái bộ, làm thành cái bộ khung thì đòi hỏi là phải chọn ra 11 cái nan rồi lấy cái to hơn thì vào trước, cái nhỏ hơn sang ngay bên sườn thì nó tròn bộ khung. Bộ khung nan nó trở nên tròn trịa. Ta xếp cái nan to vào trước. Cái nan bề mặt nó to ấy. Rồi nhỏ thì sang hai bên sườn. Sau đó thì cho tiếp đến là lắp hai cái nan cái vào là thành một bộ khung. Đây là công đoạn chi quét keo, quét hồ và khung đây. Sau này dĩa re, dĩa đều quạt, khung này re. Đấy, xong đặt xuống đây, đặt vào vải của nó đây. Chú ý vào để cho nó phẳng cổ. Cái khung mình lại kể cổ cho nó phẳng rồi đây. Thư phép này là phẳng cổ. Đấy, thế này là xong hoàn thiện cái quạt. Mình làm quen rồi thì chỉ éng mắt thôi. Đều đều mắt này được. Éng trưng ấy. Như thế này là mình éng trưng thế này này. Là đều. Đấy, thế này là đều cái khung quạt thế này. Công dụng quạt giấy kia thì nó mát hơn quạt lụa. Quạt lụa này thì chỉ người ta trang trí cho đẹp,
Cái này, cái lúa này thì nó được bền hơn nhiều. Theo cái giấy kia thì là hay bị rách bị ấy hơn, nhưng cái vải lúa này thì nó không rách không ấy được. Và độ bền của nó cao. Nghề thủ công của chị Hành Sơn ngày xưa này làm quạt, ngày xưa này từ làm quạt giấy. Sau cái quá trình phát triển thì giờ thì chuyển sang làm quạt lụa. Quạt lụa thì ngày xưa này in giấy thì in trên bản gỗ, bản khắc gỗ, nhưng giờ này chuyển thay đổi thì in trên lụa, bắt buộc là phải in trên lưới. In trên lưới thì nó gồm các khâu là chuẩn bị mực in, thì mực in thì sẽ khuấy, dùng khoan để khuấy để đánh thành mực in cho nó nhuyễn. Sau đó thì sẽ chọn màu. Chọn màu về sau đó thì đưa vào khuôn in. Kéo thì phải làm sao để cho nó đều. Tay mà nó không đều thì nó sẽ chỗ bị nhòe, chỗ mờ. Mực này phải gạt cho đều. Mà các bước in thì sẽ có quay để phơi. Phơi cho phải nó khô, cho nên bởi vì quá trình là khô nó chậm, cho nên là phải phơi từng né vải một. Quay thì phải thẳng. Nhẵn, nếu không nhẵn thì nó sẽ mắc, nó sơ vữa, sơ xước vải, không làm được. Còn quá trình để làm bàn in này thì lại phải chế bàn in. Bàn in thì phải chế từ dạng lưới thì nó là bán thủ công. Lưới thì lại phải găng lưới rồi chụp phin làm cái bản. Sau đó mình đưa vào in thì mình sẽ gạt mực xuống, rồi thì nó xuống thì nó sẽ thành bản in. Cái ý nghĩa của chữ trên quạt này, thứ nhất là người dùng để tham khảo, để xem cho nó hình thức để nó đẹp quạt. Thứ hai này để răn dạy giáo dục mọi người hướng về cái thiện, cái tốt, cái đẹp. Vừa là quạt mát này, vừa có tính chất để hướng thiện về răn dạy mọi người. Làng Tràng Sơn xưa có tên là Nửa Tràng. Trong dân gian có câu chớ cho nửa coi, ngụ ý người dân Nửa Tràng rất tài năng, học rất nhanh. Tuy nhiên, đứng trước nguy cơ bị mai một nghề truyền thống, các hộ gia đình đều mong muốn truyền dạy cho con cháu, những thế hệ kế cận tiếp nối truyền thống làng nghề. Thừa hưởng lối tư duy nhạy bén, các công đoạn làm quạt dường như không khó đối với các bạn trẻ. Khoảng từ khi 5 tuổi là mình sẽ bắt đầu phụ giúp bố mẹ trong cái việc làm quạt rồi. Đấy, ông bà và bố mẹ hướng dẫn, thì mình cũng được tiếp xúc từ lúc ý, nhỏ. Công đoạn khó khăn nhất thì chắc là vấn đề in, bởi vì mình chưa có kinh nghiệm. Bố mẹ thì làm quen tay rồi, mình cũng phải làm hỏng mất mấy tờ thì mới có thể in được như bố mẹ. Mình thì học nghề quạt thì cũng gần đấy thôi, cũng được 1-2 năm rồi. Cũng từ bố mẹ mình nhận về và mình bắt đầu làm theo để phụ giúp gia đình. Đến kỳ nghỉ hè em được nghỉ nên em sẽ phụ giúp bố mẹ những công việc này. Mỗi ngày chị em sẽ có được khoảng 1.000 cái quạt. Hàng ngày em được tiếp xúc với nhiều loại màu này, em thấy rất là thú vị. Nhà em hôm nay cũng tràn ngập màu sắc. Là một người trẻ thì mình cũng cảm thấy tự hào khi có thể lưu giữ được truyền thống của làng, của gia đình, có thể phát huy, phát triển và càng ngày giới thiệu với thế hệ trẻ hơn về những công việc truyền thống của làng. Những chiếc quạt không chỉ đơn thuần có công dụng làm mát, giải tỏa sức nóng ngày hè. Ngày nay, người Tràng Sơn còn là những nghệ nhân sáng tạo nghệ thuật trên chính những chiếc quạt quen thuộc của mình. Từ đó, những chiếc quạt còn có sứ mệnh là làm đạo cụ trong nghệ thuật, lễ hội và trang trí, trưng bày. Từ nghề phụ làm lúc nông nhàn, nghề làm quạt ngày nay đã thực sự trở thành nguồn thu nhập chính của nhiều hộ dân Tràng Sơn. Để mà làm một cái quạt nghệ thuật thì người thợ bắt buộc phải trải qua một cái công đoạn cái làm quạt bình thường. Sau đó từ những cái quạt bình thường đấy bắt đầu là nâng cấp lên, đòi hỏi sự sáng tạo của con người, tinh tế và đưa ra một cái sản phẩm nghệ thuật thôi. Cái khái quát thì là giống nhau, nhưng về chi tiết thì khác nhau. Cái quạt thông thường thì vẫn là mô hình cái quạt thôi, nhưng bây giờ làm cái quạt nghệ thuật thì đòi hỏi con người thợ phải là rất là tinh xảo, phải tỉ mỉ từng cái công đoạn một. Tất cả mọi công đoạn nó đều phải là có chứa một cái hồn ở trong đó. Nhất là khi sản phẩm mình vẽ lên, trực tiếp bằng tay vẽ lên, thì mình phải vẽ, khi mình vẽ lên thì sản phẩm phải có hồn thì nó mới được. Chứ nếu bình thường ra mình vẽ mà không có hồn thì sản phẩm nó
không sống động được. Nghề làm quạt có thời điểm bị lép vế so với các phương tiện hiện đại khác trong xã hội, nhưng với nỗ lực của các nghệ nhân, làng quạt Tràng Sơn đã được hồi sinh. Công tác hỗ trợ, quản lý làng nghề đã, đang và sẽ được quan tâm nhằm gìn giữ, thúc đẩy nét đẹp văn hóa truyền thống. Về cái nghề quạt ấy, thì của Tràng Sơn đã tồn tại từ rất là lâu đời. Và trong những cái ngày long nhàn thì những người dân Tràng Sơn, nhất là phụ nữ thì người ta sẽ thực hiện là cái làm quạt để mà tăng thêm cái nguồn thu nhập. Về cái số lượng các hộ làm quạt ấy, thì có tập trung ở một cái xóm, xóm giáo và rải rác các cái khu vực ở trong xóm đình. Vì cái thống kê cái số lượng người thì số người, lượng người tham gia thì rất là khó, vì cái này là làm theo cái thời vụ. Cho nên hàng năm thì cái quạt của Tràng Sơn thì vẫn xuất khẩu đi các nơi. Chùa về cái địa phương thì vẫn có cái xúc tiến những cái chương trình để mà những cái hộ mà có tham gia làm quạt kinh doanh thì người ta được tiếp cận và phát triển theo cái nghề quạt. Còn về cái xu thế thì bây giờ do cái xu thế là người ta dùng quạt điện nhiều, nhưng mà để mà có duy trì được cái phát triển của cái nghề quạt ấy, thì người dân Tràng Sơn và cái nghề quạt của Tràng Sơn đã phải thay đổi theo cái chiều hướng xu thế thời điểm hiện nay. Để phát triển cái nghề quạt thì ủy ban nhân dân xã sẽ cũng phối hợp với các cơ quan cấp trên, nếu có những cái chương trình mà xúc tiến về du lịch thì mời các hộ kinh doanh đi tham gia các gian hàng để phát triển quảng bá cái là ngành nghề và để phát triển thêm cái nghề quạt. Hai nữa là trong cái xu thế công nghệ ngày nay thì các nhóm làm quạt hoặc là các hộ gia đình, người ta có thể người ta đăng lên các trang mạng, trang Facebook chẳng hạn, để mà có những cái hợp đồng về phát triển về sản xuất quạt thêm để đáp ứng cái xu thế thời hiện. Những đôi bàn tay chai sần phủ đầy màu sắc, những dáng lưng cong cong miệt mài với từng chiếc quạt là nét nhận dạng đặc trưng của người làng Tràng Sơn. Nhưng họ vẫn luôn yêu nghề, gắn bó với nghề, bởi đó là cuộc sống, là nét đẹp hiếm có khó tìm của quê hương mình. Giữa cuộc sống hiện đại, khi các phương tiện quạt điện, điều hòa trở nên phổ biến, những chiếc quạt giấy Tràng Sơn đầy màu sắc đâu đó vẫn xuất hiện trên đôi tay của người dùng. Vẫn là dụng cụ trang trí cần thiết của nhiều cơ sở kinh doanh. Mỗi chiếc quạt chính là kết tinh của tri thức dân gian, sự sáng tạo, khéo léo, chăm chỉ, được người Tràng Sơn gửi gắm bằng cả tấm lòng.